Bạn cùng phòng ở nhà bật điều hòa cả ngày, hóa đơn tiền điện lên đến hơn 2 triệu. Hai cô gái tranh cãi vì phân chia hóa đơn. Đối với các bạn sinh viên xa nhà, để giảm bớt tiền phòng trọ và chi phí sinh hoạt, nhiều bạn chọn cách ở ghép. Tuy nhiên, dù đã thỏa thuận chia đều từ trước, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi các trường hợp cãi nhau vì tị nạnh những điều nhỏ nhất. Mới đây, một đoạn video về việc chia tiền điện của hai cô gái cùng phòng đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, một bạn nữ đi làm cả ngày với mức lương 5 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, bạn cùng phòng lại ở nhà bật điều hòa, bật quạt đắp chăn 24/7. Chỉ riêng tiền điện đã lên tới 2 triệu mốt, khiến cô gái đi làm hết sức không đồng tình. Đúng chưa mày? Chưa có mày ở đây ấy. Một tháng tao chỉ hết 300 tiền điện. Bây giờ thêm mày nữa, tháng nào cũng hết 2 triệu tiền điện. Tháng trước mày, tao trả cho mày 1 triệu rồi. Bây giờ ấy, tao chỉ trả 300 thôi, mày thêm được thì được không thì thôi nhá. Mày phải đưa tao 1 triệu vậy, điều hòa hai đứa dùng chung vậy. Mà mày như này, mày bật điều hòa không? Có bật cái kiểu đâu á? Bật điều hòa này còn đắp chăn một quạt nữa. Người thì vô cùng bức xúc, người thì lại chầy cối cho rằng đối phương quá chi li tính toán và cãi lại với lý lẽ. Ở chung thì chia đôi là lẽ đương nhiên, dù dùng thế nào đi nữa. Nhiều luồng ý kiến trái chiều được nổ ra, bên cạnh những bình luận cho rằng đã thỏa thuận chia đôi thì nên làm như vậy. Một số khác lại đưa ra lời khuyên cả hai nên ở riêng, thế là khỏi cãi nhau.